quay về kỷ niệm lúc còn thông sinh. Tà áo chính niên tô thắm sân trường, đời học sinh với nét đoan trang, đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một video clip này là về cách đi bass của điệu Habanera và cách đánh điệp khúc thì trong điệu Habanera. Thì mình sẽ ôn lại cái tiết tấu của điệu Habanera một chút cho các bạn nhớ, rồi mình sẽ phân tích cái cách đánh bass của nó cho các bạn luôn ha. Chứ cái điệu Habanera này ở tông la thứ nè, mình đang hướng dẫn các bạn ở tông la thứ nha. La thứ đây các bạn đã biết rồi, cơ bản điệu Habanera như thế này. Bum chát 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 bum chát bum, đó là như vậy thôi, rất là đơn giản ha. La thứ đã năm với năm này, bát với năm. Năm chát 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 sáu chát năm là chát 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 mì chát la, vậy là mì dây sáu, la là dây năm nha. Rồi là xuống rơi rơi chát 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 rơi chát là chát rơi. Rồi lên mi thì mì chát 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 si chát mì chát si đấy. Rất là đơn giản, nó chỉ có bốn nhịp như vậy thôi ha. Còn là các bạn cách thứ hai, các bạn không đánh năm cái chát thì các bạn đánh bốn cái chát một cái bùm thôi. Ví dụ bum chát 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 bum chát bum chát bum chát 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 bum chát bum chát bum. Mình thay vì năm cái chát 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 1 2 3 4 5 thì mình đánh tới cái chát thứ 4 thôi. 1 2 3 4 bum, thới cái bum này vào cái chát thứ 5 ha, là có cái những cái cách đó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cách đánh bass nó ở đâu của điệu Habanera, ở khi nào, ở nhịp thứ mấy, thì chúng ta có 4 phách. 1 2 3 4, 1 là 4 phách. Thì ở đánh bass này mình sẽ nằm ở phách thứ 4 mình giữ nguyên cái điệu nó đi như cũ, nhưng mà tới phách thứ 4 là các bạn sẽ dùng 3 nốt bass. Ví dụ mình để đi là ha, là thứ nha. La chát 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 la chát mì son la, đấy đi ba nó bát là nó mì nè, nó son rồi. Và nó giờ lại vị trí chú âm nó la thứ à. La chát 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 la chát mì son la, hoặc là đô si la cũng được. La chát 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 đô si la, đấy là đây là của la thứ nha, hợp âm la thứ thì đi những cái cách đó ha. Một là đô si la, hai là mi son la. Và các bạn có thể dùng 4 cái chát hoặc 5 cái chát tùy các bạn ha. Chát 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 mi son la, cách thứ nhất. Chát đô si la, đó nó qua la thứ thì có những cơ bản đó thôi, những cái nốt bass, ba nốt bass các bạn. Rồi trừ la thứ, nó chỉ xuống đôi thứ thì sao? La chát 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 la đô rơi, đấy đang la thứ này. La chát 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 la chát la đô rơi, hoặc là đô mi rơi cũng được. Chát 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 đô mi rơi, đó nằm trong quanh quẩn ở đôi thứ thôi. Ba nốt xong các bạn cảm nhận đánh thêm nữa thì các bạn nghe thêm nha. Rồi đôi thứ này chúng ta sẽ chuyển qua pha trưởng. Đôi mi pha ở dưới, các bạn muốn đi
mi bát ở dưới ba âm tắc pha chuyển thì đi các bạn pha chuyển cách bát ở dây số sáu các bạn đi sol pha thăng và pha chưởng qua sân trưởng thì sao? Cha 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 mi fa son mi fa son. À, còn sân trưởng thì si la son, đó cũng si la son. À. Đấy. Có rất là nhiều cách đi học âm các bạn xử lý linh động ha. Tùy theo cảm hứng của các bạn, tùy theo cái nốt trong bài hát của Habanera, giai điệu Habanera. Tại vì thường cái giai điệu Habanera là mỗi một ô nhịp nó sẽ hát một đoạn, một ô nhịp nó sẽ nghỉ. Thì cái nghỉ đó mình sẽ lót lại, và thường mình lót cái bass đó là nằm trong những cái câu đi theo nốt của bài hát luôn. Cho nên các bạn linh động cái nốt lên, cảm được cái nốt các bạn sẽ đi theo. Đó là cái sáng tạo theo của mình nữa. Còn cái nguyên tắc của nó thì mình đã hướng dẫn theo cái học âm ha. Ví dụ la thứ thì có mi son la do si la, đệ thứ thì có là ba mi re ba mi re, hoặc là từ la thứ qua re thì do mi re, mình triển khai cho nó chạy nhanh hơn do mi qua mi re. Đô trưởng thì chắc là si đô. Các bạn cũng đã tập làm quen rồi, những cái nốt bass hay rất là đơn giản, chỉ khác là bô đô một chút là tiết tấu nó khác nhau thôi, còn cái mà bô đô và habanera giống nhau, các bạn để ý một chút là các bạn sẽ nhận được hai cái điều này, nó khác nhau về tiết tấu. Rồi chúng ta sẽ áp dụng vô nha, áp dụng vô một số bài để các bạn nắm được một chút cụ thể hơn. Rồi, ví dụ các bạn vô, đó là hợp âm ở ngăn ba ngăn đầu, hợp âm phía trong thì sao các bạn sẽ coi nè. Ví dụ đang la thứ đây nè. Đó, các bạn xuống đây thử, còn bạn muốn đến la thứ đây thì các bạn chạy vô. La thứ đây đánh trực tiếp thì đô mi la, đây là thế cách đi bass la thứ đô đây, mi bậc một bậc ba và năm, một ba năm một, một ba năm một, các bạn ơi, cách sắt ngón các bạn ha. Còn trưởng thì đi nào, đô thăng này ngón thứ mày ngón số 2 làm chủ. Mình sẽ nói thêm về cách đánh bass thêm một chút ha, nhưng mà các bạn nhớ cấu tạo âm nè. Đô mi la chấp chấp chấp, đô mi la, còn xuống rê đô mi rê, hoặc là fa mi rê, đô mi rê fa mi rê cũng được. Bắt lùi về son luôn nè ha, rê chấp chắc chắc la son son thăng son la son son, đô thì lùi dời dời đô thăng đô. Tới đây là biết rồi ha, giờ chỉ có ợp ở đây là các bạn nhớ này. La thứ này rồi fa mi la chắc chắc ba đô thì lùi dời dời đô đô, son đây la son son vậy thôi. Rồi, các bạn muốn đánh trong đây thì đi bass như vậy. Rồi chúng ta sẽ áp dụng một số bài ha, thử là các bạn đã nắm rõ cụ thể hơn nha. Bài tuổi học trò.
quay về kỷ niệm lúc còn học sinh. À, vô bát hình như rút giờ. Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh. Đấy, mình áp dụng mi sol la, tại vì nó còn la thứ nha. Các bạn để ý nè, điệu Habanera thì nó sẽ lặp lại một ô nhịp nghỉ, cho nên chúng ta sẽ đánh bass theo cái lặp lại đó. Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh. Thử xuống rơi là đồ rơi hoặc là táo chân nghiêng tô thắm sang trường đồ mi rơi cũng được, các bạn đánh cách nào cũng được hết, miễn là nó vô được đưa thứ là nó rơi thôi. À, các bạn muốn chơi câu nào cũng được hết ha. Quay về kỷ niệm lúc còn mong lặp lại đời học sinh với nét con tình từ đôi thứ 37 thì chắc chết chắc chết đời chắc đồ chi mì đông đời trường lặp lại đời học sinh với nét con đẹp như màu hoa xinh từ ở 17 lên son trưởng thầy là si la son cái câu của son trưởng ha. Đi câu này các bạn không hợp lắm ha, cho nên mình phải cảm được cái nốt trong cái bài hát nữa, chứ không phải là các bạn cứ đánh theo nguyên tắc. Mình phải cảm tùy theo bài, mình cảm theo cái nốt trong bài cho nó hợp, cho nó ăn lại cái câu lót bát của mình, ăn ngay cái tiếng, cái lời ca. À, đồng ý các bạn qua son mì và son cũng được, nhưng mà nó không hay lắm, nó sẽ làm hô đi cái nốt, cái giai điệu trong bài. Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh. Các bạn nghe con học sinh còn học sinh, thấy không? Nó sẽ có cái nốt nó ăn ngay cái lời hát, nó sẽ đúng ha. Cái đây các bạn mình khi hướng dẫn các bạn chia sẻ mở rộng tiếp ha. À, câu la thứ đi âm cha la thứ. Tâm hồn không sầu không buồn vì ai. Clip rồi mình không nói nữa, thì mình nói cái phần các bạn sau này các bạn biết được clip nhạc vô, các bạn đi
chạy cho không có lặp lại nữa. Tại mình đã đến bass rồi, đến bass cái lúc đầu rồi, cái đoạn 2 mình đi khác đi ha. Rồi giờ hôm nay mình phần chính mình chỉ nói cái hướng dẫn cho chia sẻ các bạn gì bass Habanera thôi. Thì cái phần clip theo thì mình để có thời gian sau này mình sẽ chia sẻ cái này thêm ha. Rồi bây giờ thì ví dụ mình sẽ qua một bài khác, bài của từ KBC, viết từ KBC nha. Áp dụng như thôi ha. Từ KBC viết gửi với câu đầu tiên từ cả bơ sơ viết gửi với em thì chúng ta sẽ la thứ thì cũng đánh dùng bàn đánh làm mì son là. Từ cả bơ sơ viết gửi với em chắc cầm chắc mì son là hoặc là chắc đô si là cũng được, các bạn sử dụng câu nào được hết. Riêng tặng người em ơi thương mơ. Câu thứ hai là thứ cái lặp lại nè. Đấy. Anh ngày cưới chuyện đi là từ 17 nè, từ là thứ. À, xuống rồi các bạn vô đây thì đúng đi ra. Xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui này cứ đôi mình. Đấy. Làm lại nha các bạn, coi nè, cứ la thứ nè. Từ cả bơi sơi biến cười với em chết nằm chắc mì son la người yêu mến chạy. Câu đây mình đi nốt đi theo cái lời thôi, ha ba nay đang đặt chân lời như vậy nha các bạn. Mãi anh với cõi chuyện nhá thấy à, với chuyện nhá à, từ ở đây là đô mi chu đời lính xa nhà qua son, một ô nhịp nó chia làm hai hợp âm lính xa nhà qua son thì từ đây nè ha là đấy, áp dụng vô. Linh xa nhà nhớ cô nhân tình, mà nhớ cô nhân tình. Son pha thang hoàng chia mì tình tình. Chuyện vui ngày cưới đôi mình. 17 mì son la mì chất si chất son thằng la. Đó là những câu bát cơ bản của hợp âm la thứ. Các bạn muốn đi đây ở la thứ đây thì cũng được, mình vô đây cũng được, mình đã hướng dẫn rồi ha. Đó. Nếu 17 đây này bát mì là chữ sáu trước nè, mì chất mì chất mì son la mì son đằng la. Rồi còn các bạn ở đây dở thôi ha, nói gì thì son la. Đó là từ 17 mình chỉ xuống la thứ. Rồi đây, đó là phần từ đầu, còn là điệp khúc. Khi qua điệp khúc thì các bạn sẽ mình sẽ nói các bạn cái phần
video sau để cho các bạn dễ nắm hơn. Tại điệp khúc thì mình có 4 cách điệp khúc. Bây giờ về video này nó dài, các bạn sẽ để mình phần video sau nha các bạn. Rồi mình sẽ hẹn gặp lại các bạn video điệp khúc của Hamarada, cách đánh bass có 4 cách. Mình sẽ hướng dẫn các bạn video sau nha. Rồi hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Chào tạm biệt các bạn.